Xin chào các em. Tiếp nối bài học hôm trước, chúng ta đã được học về đoạn trích trao duyên trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào học một đoạn trích Chỉ khi anh hùng trích trong truyện Kiều. Trong đoạn trích này chúng ta sẽ được tìm hiểu về một nhân vật, đó là Từ Hải, một nhân vật với tướng mạo, tài năng và hành động kỳ tài, kiệt xuất. Một nhân vật mang trong mình một lý tưởng sống cao đẹp. Và đối với Nguyễn Du, ông đã dành những ngôn từ, những cái miệng từ đẹp đẽ nhất để xây dựng hình ảnh và tính cách, tài năng, phẩm chất của nhân vật Từ Hải. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đoạn trích. Bộ cục của bài học hôm nay gồm có 4 phần. Phần thứ nhất, tìm hiểu đoạn trích. Phần thứ hai, đọc hiểu văn bản. Phần thứ ba, tổng kết. Và phần cuối cùng là luyện tập. Vậy thì, ở tiết học ngày hôm trước, chúng ta đã được tìm hiểu về đoạn trích trao duyên, về đoạn trích mà Thủy Kiều đã nhờ em của mình là Thủy Vân trả nghĩa cho Kim Trọng. Và cuộc đời Kiều từ giây phút đó là 15 năm lưu lạc ở kiếp đoàn trường. Vậy thì em hãy thử kể tên những sự kiện chính trước khi Thủy Kiều gặp Từ Hải. Sau khi trao duyên cho em là Thủy Vân, thì một sự kiện tiếp theo xảy ra, đó là Mã Giáng Sinh đưa Kiều về Lâm Tri. Và ở nơi đây, Thủy Kiều đã bị đưa vào lầu xanh. Sau khi vào lầu xanh thì Kiều không chịu tiếp khách, thậm chí là đòi tự vẫn. Vì vậy, Tú Ba đã giam Kiều ở lầu ngưng bích. Tú Ba bèn lập mưu kế là cho Sở Khanh đưa Thủy Kiều bỏ trốn. Và sau khi bị Tú Ba bắt tại trận và đánh đập một cách dã man, thì Thủy Kiều đành ngoan ngoãn phục tùng. Và nhờ có tài sắc mà Thủy Kiều đã trở thành đệ nhất danh kỹ ở Lâm Tri, một vùng đất thủ đô của kỹ viện ngày xưa. Và khách của Kiều luôn là những nhân vật có vai vế và có tiền, có quyền. Trong số đó có Thúc Sinh, một tay chơi nổi tiếng. Trong một dịp công bố về mở cửa hiệu ở Lâm Tri, thì Thúc Sinh đã tình cờ biết tiếng và làm quen được với Thủy Kiều. Và Thúc Sinh đã chuộc Thủy Kiều ra khỏi lầu xanh. Tưởng chừng như cuộc đời Kiều từ đây sẽ được hưởng êm ấm, nhưng không, Thúc Sinh có một người vợ là Hoàng Thư. Tai họa giáng xuống số phận của Kiều một lần nữa khi người vợ Hoàng Thư này nổi tiếng với cái sự ghen tuông, đã bắt Thủy Kiều hầu hạ, đầy đọa và đánh đàn cho bữa tiệc của hai vợ chồng. Và Thủy Kiều trước cái sự ghen tuông, cái cơn ghen tuông của người vợ cả Hoàng Thư này, thì Thủy Kiều đã bỏ trốn. Và Thủy Kiều bỏ trốn thì gặp vài giặc duyên. Và vài giặc duyên đã nhờ cho Thủy Kiều ở nhà bạc bà. Nhưng mà không ngờ bạc bà cũng là một người có bản chất giống như là Tú Bà. Những mừng được chỗ an thân, bạc bà học với Tú Bà đồng môn. Và ở đây bạc bà đã ép gả Thủy Kiều cho bạc Hành, tức là cháu của mình. Thành thân mới rước xuống thuyền, thuần buồm một lá xuôi miền châu thai. Và chẳng ngờ bạc Hành đưa Thủy Kiều về châu thai, cách đó hơn 600 cây số, và bạn Thủy Kiều vào lầu xanh lần thứ hai. Và Thủy Kiều phải thốt lên rằng, chém cha cây số đào hoa, gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi, nghĩ đời mà ngán cho đời, tài tình chi lắm cho trời đất ghen. Biệt thân chạy chẳng khỏi trời, cũng liều phận mặt cho rồi ngày xanh. Và sau đó, khi vào lầu xanh, cùng với bằng sự tài năng và sắc đẹp của mình, Thủy Kiều đã trở thành một kỹ nữ nức tiếng vùng châu thai. Và ở đây, ai cũng đều biết đến tiếng tăm của nàng, và trong đó có Từ Hải. Từ Hải là một nhân vật từ diện mạo cho đến tài năng hành động đều được Nguyễn Du dành cho những cái mỹ từ đẹp nhất. Lần thâu gió mát trăng thanh, bụng đâu có khách điên đình sang chơi. Râu hùng hàm ẹn mày ngài, vài năm tức rồng lưng mười thước cao, đường đường một đấng anh hào, cung quyền hướng sức lược thao vùng tài. Đồ trời đạp đức ở đời, họ từ tiết hại phụ người Việt Đông. Giang hồ quen thói vẫy vùng, gươm đàn nửa gánh non sông một chèo. Và khi đến đây nghe tiếng nàng Kiều,
qua chơi nghe tiếng nàng kiều, tấm lòng nhi nữ cũng siêu anh hùng. Thiệp danh đưa đến lầu hồng, hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa. Như vậy Thủy Kiều gặp được Từ Hải, hai người xem nhau như là tri kỷ. Từ Hải đã cứu Thủy Kiều thoát khỏi lầu xanh. Và khi chúng sống được nửa năm, thì Từ Hải quyết định ra đi để lập công danh sự nghiệp lớn. Và sau khi trở về, thì Từ Hải đã giúp Thủy Kiều báo ân, báo oán. Hình tượng Từ Hải, nó có một số điểm khác so với trong Kim Vân Kiều truyền. Nếu so sánh Kim Vân Kiều truyền của Thanh Tâm Tài Nhân với truyền Kiều của Nguyễn Du, thì chúng ta sẽ thấy có một số điểm khác biệt trong hình tượng nhân vật Từ Hải. Trong Kim Vân Kiều truyền, Thanh Tâm đã miêu tả về Từ Hải như sau. Lúc ấy có một hảo hán tên Hải họ Từ, từ là Minh Sơn, có tính khoáng đạt rộng rãi, giàu sang coi nhẹ, tỳ thiếp coi thường, lại còn tính cả lục thao tam lược, nổi danh cải thế anh hùng. Trước cũng theo nghề nghiêng bút, thi hỏng mấy khoa, sau mới xoay ra thương mại. Tiền của có thừa, là thích kết giao với những giang hồ hiệp khách, trích trong hồi 17 của Kim Vân Kiều truyền. Còn trong truyền Kiều thì Nguyễn Du lại miêu tả Từ Hải, lần thâu gió mát trăng thanh, bụng đâu có khách biên đình sang chơi, râu hùng hà mẹ mày ngài, vài năm tức rồng lưng 10 thước cao. Vậy thì theo em, nhân vật Từ Hải trong hai tác phẩm này có gì giống và khác nhau? Một điểm mà chúng ta thấy giống nhau ở nhân vật Từ Hải trong cả hai tác phẩm đó là nhân vật Từ Hải của Thanh Nhân Tâm Tài Nhân và của Nguyễn Du đều là một người anh hùng cải thế. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt rất lớn, đó là Từ Hải trong Kim Vân Kiều truyền được Thanh Tâm Tài Nhân miêu tả rất trần trụi, có nét tướng cướp, lại từng thi hỏng và đi buôn. Những chi tiết ấy dường như đã giảm, làm giảm cái cảm tình của người đọc đối với Từ Hải. Còn ở Nguyễn Du, thì ngay từ đầu, Nguyễn Du đã nhất quán tả Từ Hải là một người anh hùng phi thường. Với những cái chi tiết trần trụi tâm thương thì Nguyễn Du đều lược bỏ. Thay thế vào đó là cái cách tả ước lệ, nếu bực cái tầm vóc vũ trụ của người anh hùng bằng một cái thái độ cảm phục không che giấu. Và thêm vào đó có một điểm đáng chú ý ở chỗ là cái cảnh chia tay giữa Từ Hải và Thủy Kiều được Thanh Tâm Tài Nhân miêu tả trong một câu. Từ Hải sắm một căn nhà cùng ở với Thủy Kiều, được 5 tháng bèn từ biệt ra đi, chưa biết sau khi thế nào, hãy xem hồi sau phân giải. Thanh Tâm Tài Nhân không hề miêu tả tâm trạng của Từ Hải, lời nói của Từ Hải ra sao, tâm trạng sự quyến luyến của Thủy Kiều như thế nào, mà chỉ miêu tả trong vài câu ngắn gọn. Còn đối với Nguyễn Du, Nguyễn Du là dùng công xây dựng nên 18 câu thơ lục bát để diễn tả cái tâm trạng của Kiều, đồng thời làm bộc lộ cái chỉ khí anh hùng của nhân vật Từ Hải. Như vậy chúng ta có thể thấy đoạn trích chỉ khí anh hùng này hoàn toàn là một sáng tạo của Nguyễn Du so với cái bản gốc Kim Vân Kiều truyền của Thanh Tâm Tài Nhân. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần mục nhỏ vị trí đoạn trích. Đoạn trích thuộc phần gia biển và lưu lạc, được trích từ câu 2213 đến câu 2230 trên tổng số 3254 câu thơ trong truyền Kiều. Nhìn lại cuộc đời Kiều thì chúng ta có thể thấy nàng đã yêu ba người đàn ông. Nếu như Kim Trọng là mối tình đầu, Thúc Sinh là ân nhân, là tri kỷ với Kiều, nhưng mà vì thói nhu nhược cho nên Thúc Sinh đã bỏ mặc Kiều trong cái cơn ghen tuông đầy đọa của Hoàng Thư. Thấp cơ thuốc trị đàn bà, trông vào đau ruột nói ra ngài lời. Thúc Sinh vừa là người cứu Thủy Kiều nhưng một mặt cũng bỏ rơi, đẩy Thủy Kiều tiếp tục rơi vào kiếp đoạn trường, gián tiếp đẩy Thủy Kiều vào lầu xanh lần thứ hai. Và thế rồi Từ Hải đột ngột xuất hiện trong cuộc đời Kiều. Từ Hải tìm đến Thủy Kiều như đến với một người tri kỷ. Trong chốn vũng lầy của lầu xanh, Từ Hải nhìn ra phẩm chất cao quý của Kiều là khát vọng được giải thoát khỏi nơi nhớ nhất này. Và Kiều, từ cuộc gặp mặt đầu tiên đã phát hiện ra Từ Hải là người duy nhất có thể tạc tàn bề oán cho mình. Nàng nói với Từ Hải rằng, trục thân bèo bọt, giảm phiền mai sau,
Hai người, một gã giang hồ, một làm tướng giặc, đều thuộc những cái hàng người mà bị xã hội phong kiến khinh rẻ nhất, đã đến với nhau một cách tâm đầu ý hợp trong một mối tình tri kỷ. Tư Hải đánh giá Kiều rất cao, còn Kiều nhận ra rằng Tư Hải là một đấng anh hùng. Nhưng mà tình yêu đó không thể giữ chân Tư Hải được lâu. Sau nửa năm chung sống thì Tư Hải đã từ biệt Kiều để ra đi tìm sự nghiệp lớn. Đó cũng chính là cái hoàn cảnh, cái vị trí của Đoàn Trích. Tiếp theo là phần nhan đề. Chỉ khí anh hùng, chỉ là sự bền bỉ, mục đích cần hướng tới, khí là nghị lực đạt tới mục đích. Anh hùng là người có tài năng, dũng khí hơn người, lập nên kỳ tích. Như vậy, chỉ khí anh hùng là lý tưởng mục đích cao cả và là nghị lực lớn của người anh hùng Tư Hải. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ba nhỏ, đọc và tìm bố cục. Ở đoạn trích này, các em lưu ý lắng nghe cô đọc, sau đó xem những từ ngữ chú thích trong sách giáo khoa. Nửa năm hương lửa đương nồng, trưởng phu thoát đã đồng lòng bốn phương, trông vời trời bể mênh mang, thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng trong. Nàng rằng phần gái chữ tòng, chàng đi thiệp cũng một lòng xin đi. Từ rằng tâm phúc tương tri, sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình. Bao giờ mười vàng tinh minh, tiếng chiên dày đất, bóng tinh rợp đường, làm cho rõ mặt phi thường. Bây giờ ta sẽ rước nàng nghi gia, bằng nay bốn bề không nhà, theo càng thêm bừng biết là đi đâu. Đành lòng chờ đó ít lâu, chạy chăng là một năm sau vội gì. Quyết lời dứt ảo ra đi, gió mây bằng đà điểm kỳ dặm khơi. Vậy thì từ việc đọc tác phẩm, chúng ta có thể chia bố cục như sau. Với đoạn trích này, chúng ta có thể chia thành nhiều bố cục khác nhau. Tuy nhiên, cô sẽ chia thành 3 phần. Phần thứ nhất, 4 câu đầu, khát vọng lên đường xây dựng sự nghiệp lớn của Tư Hải. Phần tiếp theo là 12 câu tiếp, nói lên tính cách và chỉ khí anh hùng của Tư Hải, tức là cái đoạn mà Thủy Kiều và Tư Hải tiễn biệt nhau. Và đoạn cuối cùng là 2 câu cuối, tầm vóc kỳ vĩ của Tư Hải khi dứt ảo ra đi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đọc hiểu văn bản. Một nhỏ khát vọng lên đường xây dựng sự nghiệp lớn của Tư Hải qua 4 câu đầu trong đoạn trích. Vậy thì qua 4 câu thơ đầu này, em hãy cho cô biết Tư Hải đã ra đi thực hiện khát vọng trong cái hoàn cảnh nào? Ở 2 câu thơ đầu tiên, nửa năm hương lửa đương nồng, trưởng phu thoát đã đồng lòng bốn phương, Tư Hải ra đi trong một cái hoàn cảnh chia tay đặc biệt. Nửa năm ý chỉ khoảng thời gian mà Kiều và Tư Hải đã chung sống với nhau kể từ lúc mà Tư Hải đã cứu Thủy Kiều ra khỏi lầu xanh. Hương lửa là một hình ảnh ước lệ ý chỉ cái tình yêu mặn nồng giữa hai nhân vật này. Hương lửa đương nồng ý chỉ cuộc sống của Tư Hải và Thủy Kiều đang lúc hạnh phúc nhất, tình yêu đang trong cái độ nồng nàn say đắm nhất. Vậy thì nửa năm hương lửa đương nồng ý chỉ cái thời điểm mà Tư Hải ra đi lập nên sự nghiệp lớn cũng chính là lúc cái cuộc sống lửa đuối của Thủy Kiều và Tư Hải đang trong cái độ mặn nồng hạnh phúc. Như vậy chúng ta có thể thấy đây là một cái hoàn cảnh chia tay rất đặc biệt và khó khăn cho Thủy Kiều và đặc biệt là khó khăn đối với nhân vật Tư Hải. Em hiểu như thế nào về cụm từ trường phu, đồng lòng bốn phương và thái độ của Nguyễn Du đối với nhân vật Tư Hải như thế nào khi sử dụng những cái từ ấy? Ở câu thơ thứ hai này, trường phu thoát đã đồng lòng bốn phương, hình ảnh Tư Hải hiện ra một cách rõ hơn. Với Tư Hán Việt mang cái sắc thái tôn xưng trường phú, ý chỉ cái người anh hùng có chí lớn, có chí khí là bậc anh hùng. Và chúng ta có thể thấy là trong truyền Kiều thì cái chữ trường phú này chỉ xuất hiện một lần và dành riêng để nói về Tư Hải. Đặt trong câu mở đầu cho thấy Nguyễn Du đã dùng từ này với nghĩa Tư Hải là một người đàn ông có chí lớn. Và Tư Hải cũng là một trong những nhân vật duy nhất
và hiếm có mà Nguyễn Du gọi bằng một cái danh từ tôn xưng, đó là Trường Phu, và cũng là một cái nhân vật duy nhất mà Nguyễn Du gọi là anh hùng trong truyện Kiều. Khi Tư Hải gặp Kiều, qua chơi nghe tiếng nàng Kiều, tấm lòng nhi nữ cũng siêu anh hùng, hay khen cho con mắt tính đời, anh hùng đoạn giữa trần ai mới già. Hay câu thơ, trai anh hùng gái thuyền quyên, phỉ nguyên sẵn phường đẹp duyên cưỡi rồng. Hay là khi Tư Hải chiến thắng trở về, thì Nguyễn Du cũng ưu ái gọi Tư Hải là anh hùng mới biết anh hùng, rày xem phòng đã cam lòng ấy chưa. Như vậy từ những cái từ ngữ Hán Việt mang cái sắc thái tôn xưng trường phu hay là anh hùng, nó thể hiện cái thái độ trân trọng, cái sự yếu mến của Nguyễn Du dành cho nhân vật Tư Hải. Tiếp theo là Tư Thoát. Tư Thoát ở đây diễn tả cái sự dứt khoát, mau lẹ, nhanh chóng, một cái quyết định được đưa ra trong một cái khoảnh khắc bất ngờ. Và trong truyện Kiều, chúng ta có thể thấy Tư Thoát luôn chứa đựng những cái biến cố, đôi khi là những cái biến cố trọng đại. Đó có thể là những cái biến cố đầy ngang trái, Thoát mua về, Thoát bán đi khi má bạc bá bán Thủy Kiều vào Lầu Xanh, hay là gắn với những cái biến cố đau thương, nửa trùng xuân Thoát gãy cành thiên hương. Như vậy chữ Thoát trong đoạn này tuy diễn ra âm thầm trong nội tâm của Tư Hải, nhưng lại chứa đựng một cái biến cố lớn trong cuộc đời Tư Hải. Bắt đầu từ giây phút ấy, thì Tư Hải mới thực sự sống rồi chết một cách lẫm liệt như một người anh hùng cải thế. Chữ Thoát xuất hiện trong câu thơ này chia đôi cuộc đời Tư Hải thành hai phần rành rẽ, đó là dấu ngắt cho bản tình ca giữa Thủy Kiều và Tư Hải, đồng thời mở đầu cho bản hùng ca đầy bi tráng về cuộc đời của chàng. Tiếp theo chúng ta thấy trong câu thơ này có một hình ảnh ước lệ, đó là đồng lòng bốn phương. Bốn phương ở đây ý chỉ bốn phương tám hướng. Đồng lòng bốn phương ý chỉ nam nhi, cái nờ công danh, cái nờ tán bông mà những người nam nhi trong thời đại phong kiến luôn canh cánh trong lòng. Chúng ta đã từng bắt gặp cái nờ nam nhi, cái chỉ khí nam nhi trong bài thơ Thục Hoài của Phạm Ngũ Lão. Nam nhi vì liễu công danh trải, tu thỉnh nhân gian thuyết phú hầu. Dù trong thời đại nào thì người nam nhi đã sống trong thiên hà, mang trong mình cái khát vọng, cái chỉ khí, cái ước vọng lập công, lập danh. Và như Nguyễn Công Trứ đã từng bày tỏ về cái chỉ nam nhi trong bài Chỉ Khí Anh Hùng, chỉ làm trai nam bắc đông tây, cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể. Hay như Hoài Thanh đã từng nói, Tư Hải không phải là người một nhà, một họ, một xóm, một làng, mà là người của trời đất, của bốn phương. Như vậy có thể thấy rằng, Trường Phu Thoát Đà đồng lòng bốn phương, ý Nguyễn Du muốn thể hiện cái trạng thái đột ngột khi trong lòng Tư Hải nảy nở một cái sự náo nức của cái chỉ tung hoành ở bốn phương tám hướng. Đồng lòng bốn phương ở đây ý chỉ cái lý tưởng của người anh hùng mang tầm vóc vũ trụ, khát vọng lập công, lập danh, lập sự nghiệp để thỏa cái chỉ nam nhi. Như vậy câu thơ này nó thể hiện được cái lý tưởng của người anh hùng thời trung đại. Và chúng ta có thể thấy rằng trong cái cảnh hạnh phúc ngọt ngào, Tư Hải Thoát đã đồng lòng bốn phương, tiếng gọi của sự nghiệp dường như thức tỉnh chàng từ bên trong. Giờ đây sự nghiệp đối với chàng là trên hết, đối với Tư Hải nó chẳng những có ý nghĩa là sự sống, mà còn là điều kiện để thực hiện những cái ước ao mà người tri kỷ của chàng là Thủy Kiều đã gửi gắm và trông cậy ở Tư Hải. Cho nên sau này chúng ta có thể thấy khi Tư Hải ra đi, trong nỗi nhớ thương của Kiều, cánh hồng bay bụng tuyệt vời đã mòn con mắt phương trời đăm đăm. Ở trong cái sự nhớ mong người yêu xa cách ấy của Thủy Kiều không chỉ là cái sự nhớ nhung bình thường của tình yêu đôi lứa, mà đó còn là sự mong chờ sự nghiệp thành công của Tư Hải trở về. Trong vời trời bể mênh mang, thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng trong. Ở những câu thơ tiếp theo, chúng ta thấy được cái điểm nhìn của người anh hùng Tư Hải. Trong vời ở đây là nhìn ra xa, nhìn ra bốn phương tám hướng. Đây là một cái nhìn chứa chan cái khát khao, hoài bão về vùng bốn phương của người anh hùng Tư Hải. Tác giả cũng mở ra một cái không gian rộng lớn, đồng lòng bốn phương, trời bể mênh mang. Những cái cụm từ này
mở ra trước mắt người đọc một không gian kỳ vĩ rộng lớn, một không gian vũ trụ. Và đây cũng là một cái bút pháp miêu tả người anh hùng quen thuộc và thường được sử dụng trong văn học Trung Đại, tức là đặt nhân vật sánh ngang với không gian của trời đất, của vũ trụ rộng lớn, để từ đó gây ấn tượng hoành tráng, kỳ vĩ trong lòng người đọc. Và nhờ cái bút pháp miêu tả người anh hùng mang tầm vóc vũ trụ này, khiến cho cái tính cách phi phàm, xuất chúng của người anh hùng càng được nhấn mạnh. Và như vậy chúng ta có thể thấy được trong những câu thơ này, cái nghệ thuật miêu tả nhân vật của Nguyễn Du đó là miêu tả nhân vật xuất phát từ cái cảm hứng vũ trụ, khiến con người, người anh hùng mang chiều kích, kích thước phi thường, đặt trong một không gian bạc ngát. Hình ảnh thanh gươm yên ngựa, ý chỉ một mình một ngựa lên đường. Nó thể hiện sự tự tin, ngạo nghễ, phong trần, cái tư thế lên đường thẳng rong, ý chỉ đi liền một mạch, đi nhanh. Đây là một tư thế đẹp, oai phong, chức khoác, ra đi hiên ngang, độc lập và không vướng bận. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng, trong bốn câu thơ đầu này, Tư Hải đang sống trong một cảnh nồng nàn hương lửa, chợt đụng lòng bốn phương, thế là toàn bộ tâm trí của chàng hướng về trời để minh mang, và lập tức chàng ở vào trong một tư thế một mình một ngựa lên đường thẳng trong. Và thông thường chúng ta có thể thấy, để làm nổi bật cái phẩm chất anh hùng của một hình tượng nhân vật thì phải đặt nhân vật trong những cái hoàn cảnh, những cái thử thách đặc biệt, từ đó bộc lộ phẩm chất của người anh hùng. Và dân gian ta có câu lửa thử vàng, gian nan thử sức, hay là gian nan là nợ anh hùng phải vay, phải chiến thắng những cái gian nan thử thách thì khi đó mới khẳng định được cái chí khí anh hùng. Và chúng ta có thể thấy rằng, đã biết bao nhiêu anh hùng cải thế trên thế gian này, thắng được kẻ địch, thắng được thiên nhiên đã khó, nhưng thắng được cái thói tâm thường, cái thói thương tình trong lòng của mình lại càng khó gấp bội. Và Nguyễn Du đã đặt Tư Hải trong một cái hoàn cảnh buộc phải lựa chọn một cách sáng suốt và lý trí. Chúng ta thường nghe câu là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, và Tư Hải trong cái hoàn cảnh này đã vượt qua khỏi cái ải mỹ nhân để khẳng định được cái lý tưởng riêng, thực sự danh là một anh hùng cải thế. Và chỉ qua bốn câu thơ đầu này, tác giả đã cho chúng ta thấy rằng Tư Hải không chỉ là con người của những đam mê thông thường, mà Tư Hải còn là con người của những khát vọng cao cả, là anh hùng mang tầm vóc vũ trụ. Và tiếp theo chúng ta sẽ qua hai nhỏ tính cách và chỉ khí anh hùng của Tư Hải, qua cái cảnh tiễn biệt giữa Thủy Kiều và Tư Hải. Ở trong phần này chúng ta sẽ chia làm hai mục. Thứ nhất là nỗi quyến luyến của Thủy Kiều khi Tư Hải ra đi, và cái thứ hai đó là chỉ khí anh hùng của Tư Hải. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào mục thứ nhất, nỗi quyến luyến của Thủy Kiều. Vậy thì trước quyết định ra đi của Tư Hải, Kiều có thái độ như thế nào? Và thái độ đó được thể hiện qua những cái chi tiết nào? Khi mà Tư Hải quyết chí ra đi tìm sự nghiệp lớn, thì Thủy Kiều đã nói rằng, nàng rằng phần gái chữ tòng, chàng đi thiệp cũng một lòng xin đi. Ở đây, Thủy Kiều xưng hô là chàng thiếp, nó thể hiện cái tình cảm vợ chồng mặn nồng, tha thiết. Thủy Kiều nói rằng phần gái chữ tòng, Thủy Kiều viện ra lễ giả phong kiến để muốn đi theo Tư Hải. Chữ tòng ở đấy chúng ta có thể thấy đó là Thủy Kiều đang nhắc đến cái đạo tam tòng, tài giả tòng phụ, xuất giả tòng phu, phu tử tòng tử. Khi còn ở nhà thì phải thờ phụng cha, khi lấy chồng thì phải theo chồng, khi chồng chết thì phải ở về nuôi con. Từ xa xưa, những người phụ nữ trong xã hội phong kiến đã ý thức được cái bổn phận làm vợ, khao khát được san sẻ với người mình yêu dù bất kể khó khăn nào. Và trong dân gian thì chúng ta có thể thấy là người ta đã dành rất nhiều câu để ca ngợi cái phẩm chất hy sinh của người phụ nữ luôn đồng cam cộng khổ với chồng dù bất kể hoàn cảnh nào. Chàng ơi cho thiệp theo cùng, đói no thiệp chiều, lạnh lùng thiệp cam, hay yêu nhau tan từ núi cũng trèo, thất bạc sông cũng lồi, cửu thập đèo cũng qua. Như vậy ở đây chúng ta có thể thấy
Cái lý do mà Thủy Kiều đưa ra phần gã chữ tần, muốn theo chồng để cùng đồng cam cộng khổ, cùng chia sẻ ngọt bùi, cùng giúp Từ Hải vượt qua cái khó khăn trong việc đi lập nghiệp. Như vậy đấy là một cái nguyện vọng hoàn toàn chính đáng. Một lòng xin đi, một cụm từ mặc dù ngắn thôi nhưng mà chúng ta thấy được cái sự quyết tâm rất cao của Thủy Kiều, quyết tâm đi theo Từ Hải. Như vậy của hai câu thơ này, chúng ta có thể thấy rằng Kiều ý thức được cái bổn phận làm vợ, muốn chia sẻ, tiếp sức và gánh vác công việc cùng với chồng. Trong cuộc đời của Thủy Kiều, không phải đây là lần đầu tiên Thủy Kiều chia tay người mình yêu. Thủy Kiều đã từng chia tay mối tình đầu Kim Trọng khi mà Kim Trọng phải về Liêu Dương để hồ tang chú. Đó là một cuộc chia tay đột ngột khi mối tình đầu vừa chậm nở. Ngài ngùng một bước một xa, một lời trân trọng cho xa mấy hàng, buộc yên quậy gánh vội vàng, mỗi sầu sẽ nửa bước đường chia hai. Hay là cái sự chia tay giữa Thủy Kiều và Thúc Sinh. Khi mà sau một thời gian chung sống với Thúc Sinh thì Thủy Kiều đã khuyên Thúc Sinh về nói mọi chuyện, mọi nói sự thật với vợ là Hoàng Thư. Người lên ngựa kẻ chia bào, rừng phong thu đã nhuộm màu quang sang, dầm hồng bụi cuốn chim an, trong người đã khuất mấy ngàn dâu xanh. Người về chiếc bóng năm canh, kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi, vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in của chiếc nửa soi dầm trường. Như vậy, Thủy Kiều chia tay Thúc Sinh trong một tâm trạng cô đơn vò vò, với bao dự cảm lo âu khắc hoại về một cái mối tình vầng trăng ai sẽ làm đôi. So với cái việc chia tay với Kim Trọng và Thúc Sinh thì chúng ta có thể thấy rằng cái cuộc chia tay với Tư Hải này hoàn toàn khác biệt. Thủy Kiều không còn nước mắt, không còn giọt lệ, không còn châu xa mãi hàng. Thủy Kiều giờ đấy đã trở thành một người phụ nữ cứng rắn, mạnh mẽ hơn, mặc dù vẫn còn những cái chút yếu mềm của phần nữ nhi. Tuy nhiên, trên hết nàng ý thức được rằng cái bổn phận làm vợ của mình là phải cam tâm tình nguyện phụng sự đi theo chồng, giúp đỡ chồng, cho nên ở đây không có những cái nước mắt, không có những cái quyến luyến của bậc nữ nhi thường tình, mà chỉ có cái sự sẻ chia kỹ thức bổn phận cùng với chồng. Bây giờ chúng ta đi qua tìm hiểu chỉ khí anh hùng của Từ Hải. Vậy thì trước cái ước muốn của Thủy Kiều là muốn đi theo Từ Hải thì thái độ và cử chỉ của Từ Hải được miêu tả như thế nào? Từ rằng tâm phúc tương tri, sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình. Ở đây chúng ta thấy được cái lời đối đáp của Từ Hải. Tâm phúc tương tri, tâm có nghĩa là tim, là lòng già, phúc là bụng. Tâm phúc là lòng già, tương có nghĩa là tương tác, tri là hiểu biết, thấu hiểu nhau. Như vậy tâm phúc tương tri là thấu hiểu nhau một cách thấu đáo sâu sắc. Từ Hải đáp lại lời của Thủy Kiều, từ rằng tâm phúc tương tri, ý ở đây Từ Hải muốn khẳng định cái mối quan hệ, khẳng định cái sự gắn bó khăng khít với nhau, khẳng định cái mức độ của mối quan hệ. Đó là gì? Từ Hải không chỉ tìm đến Kiều như là tìm một đến với một cô gái làng chơi, một người kỹ nữ, mà đối với Thủy Kiều, Từ Hải dành cho Thủy Kiều một tình cảm đặc biệt. Đó là sự gắn kết, là tình cảm của một bậc nam nhi dành cho người tri kỷ của mình. Vì vậy, ở đây tác giả đã sử dụng một câu hỏi tu từ, sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình. Bên cạnh cái lời trách móc thì cô nghĩ ở đây Từ Hải muốn khuyên và động viên Thủy Kiều vượt lên chính mình để xứng đáng là vợ của một người anh hùng. Theo Từ Hải, đã là tấm phúc của một người anh hùng thì buộc Thủy Kiều phải có những cái tính cách, những cái phẩm chất vượt lên trên những cái nữ nhi thường tình, khi đó mới có thể xứng đáng được với cái lý tưởng, cái khát vọng cao cả của người anh hùng. Và như vậy chúng ta thấy được Từ Hải đã một mực chủ tư cái mong muốn của Thủy Kiều. Và ở đây chúng ta thấy được cái lời đối thoại giữa Kiều và Từ Hải.
Vậy thì Tư Hải đã hứa hẹn điều gì? Lời hứa hẹn của Tư Hải đối với Kiều thể hiện điều gì? Bao giờ mười vạn tinh binh, tiếng chiên nhảy đứt, bóng tinh rợp đường, làm cho rõ mặt phi thường, bây giờ ta sẽ rước nàng nghi gia. Ở đây chúng ta thấy được những hình ảnh âm thanh thuộc phạm trù của không gian rộng lớn, như là mười vạn tinh binh, bóng cờ, tiếng chiên. Ở đây những hình ảnh âm thanh này thể hiện một cái thế lực lớn mạnh, gợi ra một cái khát vọng lớn lao mang tầm vóc vũ trụ. Đang lúc bốn bề không nhà, mà Tư Hải đã thấy trước cái viễn cảnh mười vạn tinh binh, rồi là chiến thắng trở về, tiếng chiên dày đất, bóng tinh rợp đường. Đó quả là một con người biết làm chủ cuộc đời mình, biết sắp xếp thế giới theo trật tự mà họ mong muốn. Bây giờ khi chiến thắng trở về thì quả là trái anh hùng mới thực xứng đáng với gái thuyền quyên. Ở đây tác giả đã sử dụng cái biện pháp phóng đại để cho thấy cái khát vọng to lớn của Tư Hải. Rõ mặt phi thường ý chỉ cái tính chất siêu việt hơn người, khát vọng lập nên cái sự việc, sự nghiệp xuất chúng, ước mơ anh hùng. Những câu thơ này nó thể hiện cái niềm tin sắt đá vào sự nghiệp của bản thân. Trước nàng nghi gia, ý Tư Hải muốn nói rằng khi chàng gây dựng được sự nghiệp, khi trở về một cách hào hùng, một cách lừng lẫy nhất, thì việc đầu tiên chàng làm sẽ là rước nàng nghi gia trở về đón Thủy Kiều cùng hưởng hạnh phúc. Và trong cái lời nói ấy còn thể hiện sự hứa hẹn cho Kiều một cái danh phận. Như vậy chứng tỏ Tư Hải không xem Kiều là một người kỹ nữ, không xem Kiều là một cô gái làng chơi, mà rõ ràng trong cái việc hứa hẹn cho Kiều một cái danh phận xứng đáng với cái phẩm chất của nàng, thì chứng tỏ Tư Hải rất trân trọng Kiều. Và lời lẽ của Tư Hải lúc này nó thể hiện một cái chỉ khí anh hùng của một kẻ trượng phu. Và với bốn câu thơ ngắn gọn này đã chuyên chở đầy đủ cái lý tưởng anh hùng của Tư Hải. Đó là một lý tưởng đẹp, một lý tưởng gắn liền với một quan điểm sống tích cực, tự tin, một cách sống dám vượt qua khỏi những khuôn khổ trói buộc đời thường, bỏ qua cái riêng tư để đạt được cái mục đích cao cả. Và chúng ta có thể thấy là trong thế kỷ 18, khi mà những cuộc khởi nghĩa nông dân diễn ra ở khắp nơi, Tư Hải là một lãnh tụ tiêu biểu cho khát vọng bẻ gãy xiềng xích mà xã hội phong kiến trói buộc con người. Tư Hải cũng chính là đại diện cho cái ước mơ của đông đảo con người bị áp bức như Thủy Kiều, cũng như là bao cái thân phận bị chà đạp. Cho nên ở đây rõ ràng qua những hình ảnh này chúng ta thấy được cái niềm hy vọng gửi gắm trong nhân vật Tư Hải. Bằng nay bốn bề không nhà, theo càng thêm bận biết là đi đâu, đành lòng chờ đợi lâu, chạy chăng là một năm sau vô gì. Vậy thì qua những câu thơ này, Tư Hải có niềm tin vào sự thành công hay không? Và Tư Hải ra đi khẳng định điều gì? Ở trong bốn câu thơ này, Tư Hải đã nêu ra cái hoàn cảnh thực tại, đó là bốn bề không nhà. Ở trong bốn câu thơ này, Tư Hải đã nêu ra cái hoàn cảnh thực tại, đó là bốn bề không nhà. Bốn bề không nhà ý chỉ những cái khó khăn vất vả trong lúc lập nghiệp. Bốn bề không nhà ý chỉ sự nghiệp lúc mới bắt đầu còn nhiều khó khăn vất vả. Một năm sau là một cái mốc thời gian cụ thể, khẳng định với một cái bản lĩnh tự tin là sẽ làm những cái sự nghiệp lớn trong thời gian ngắn. Như vậy chúng ta thấy được cái lời hẹn ước này là một cái lời hẹn ước ngắn gọn, dứt khoát và đầy tự tin. Từ đó thể hiện cái tính cách dứt khoát, quyết tâm sắt đá của Tư Hải. Từ những câu thơ trên, chúng ta có thể đi đến một cái tiểu kết. Đó là Tư Hải là con người biết sống cho tình yêu, nhưng cũng là một con người của mênh mông trời bể. Chúng ta thấy được ở Tư Hải hồi tù hai con người. Đó là một người anh hùng xuất chúng, quyết đoán, tự tin và đầy tài năng. Đồng thời cũng là một người chồng rất mực chân thành, thủy chung và có trách nhiệm với vợ. Đây là một chỗ phân biệt Tư Hải với những cái người đàn ông khác đã từng yêu Kiều như là Kim Trọng và Thúc Sinh. Ở Tư Hải luôn luôn có một cái khát vọng muốn khẳng định cái sự tồn tại của bản thân trong cuộc đời. Tư Hải không chấp nhận cái sự vô danh, và dường như cái khái niệm hạnh phúc của chàng có một cái nội hàm riêng, không giống như là hạnh phúc của những con người đời thường.
Bây giờ chúng ta đi qua ba nhỏ tâm vóc kỳ vĩ của Tư Hải khi dứt áo ra đi, qua hai câu thơ cuối quyết lời dứt áo ra đi, gió mây bằng đá đến kỳ dặm khơi. Vậy thì em hãy chỉ ra những hình ảnh ứng dụng trong câu thơ cuối cùng này và cho biết hiệu quả nghệ thuật của biện pháp ứng dụng. Và qua hai câu thơ này, Nguyễn Du muốn gửi gắm điều gì qua nhân vật Tư Hải? Đầu tiên chúng ta quan sát trong hai câu thơ này, tác giả đã sử dụng hàng loạt những động từ mạnh, quyết lời, dứt áo, ra đi. Những cái động từ này chỉ những hành động dứt khoát, mạnh mẽ, không do dự, đồng thời cho thấy được cái quyết tâm lên đường lập chí lớn của Tư Hải. Những cái động từ này cho thấy một cái phong thái hùng dũng, hiên ngang, phi thường, đã nghĩ là làm của đấng trượng phu. Trong văn học trung đại đã từng có nhiều tác giả miêu tả về hình ảnh người anh hùng ra đi lập nên sự nghiệp lớn, trong đó có hình ảnh người chinh phu trong tác phẩm Chinh phù ngâm của Đặng Trần Côn và do Đoàn Thị Điểm diễn nôn. Vậy thì chúng ta có thể so sánh hình ảnh Tư Hải trong Chỉ khi anh hùng và hình ảnh người chinh phu trong Chinh phù ngâm khi cả hai cùng ra đi tìm sự nghiệp lớn. Ngày xưa thì chiến tranh phong kiến buộc những người thanh niên, những người chồng phải ra trận. Người chinh phu trong Chinh phù ngâm cũng vậy. Anh chàng này ra đi với một cái tinh thần khẳng khái. Chàng trẻ tuổi vốn dòng hào kiệt sẽ bụng nguyên theo việc đao cung, chỉ làm trai nhằm nghìn da ngựa, gieo thải sơn nhẹ tựa hồng mao. Chỉ làm trai nhằm nghìn da ngựa, gieo thải sơn nhẹ tựa hồng mao. Chàng tuổi trẻ ra đi thật hiên ngang và khẳng khái, đó là chiến sĩ với lý tưởng của giai cấp phong kiến, sẵn sàng bất chấp gian lao khổ sở để hy sinh cho công vương. Nhưng mà khi người chinh phu này đứng trước người vợ trẻ tiễn biệt mình, thì cả ngang tàng khẳng khái kia bị chung xuống ngay. Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại, biển Tiêu Tương thiệp hãy trông sang, khỏi Tiêu Tương cách Hàm Dương, cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng. Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu xanh ngắt một màu, lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai. Thì ra bên trong cái vẻ hiên ngang khẳng khái kia của người chinh phu, ta thấy được lòng nam nhi dường như yếu mềm đi trước những giọt nước mắt ngắn dài của người vợ trẻ. Còn trong Chỉ khi anh hùng thì sao? Tư Hải có lẽ là một đấng nam nhi hiếm có khi mang trong mình một cái lý tưởng vẫy vùng thiên hạ, và cũng thật hiếm có khi trong giây phút tiễn biệt, tưởng chừng Tư Hải sẽ chung bước trước người vợ, một người mỹ nhân trẻ đẹp như Thủy Kiều. Nhưng không, thật bất ngờ khi cách ứng xử và lời nói của Tư Hải lại hoàn toàn dứt khoát. Tư Hải khuyên Kiều hãy dẹp qua một bên cái thói nữ nhi thường tình, và hành động dứt khoát ấy đã thể hiện một điều, đó không phải là một sự tuyệt tình của một người chồng, mà đó dường như là một cái khí chất của người anh hùng biết đặt sự nghiệp lớn lên trên tình cảm riêng tư. Bởi Tư Hải là một đấng nam nhi trong thiên hạ, mang hoài bão lý tưởng và sự tự tin vào khả năng của mình. Và sau khi chiến thắng trở về, thì Tư Hải cũng đã phát biểu thành một cái tuyên ngôn lý tưởng sống của mình. Anh hùng tiếng đã gọi rằng, giữa đường dẫu thấy bức bằng chẳng tha. Như vậy chúng ta thấy được cái hình ảnh người nhân vật Tư Hải mà Nguyễn Du đã dùng công xây dựng hoàn toàn phù hợp với quan điểm của người xưa về anh hùng. Để với câu thơ cuối cùng, gió mây bằng đá đến kỳ dặm khơi. Ở đây chúng ta thấy được một cái hình ảnh ứng dụng đó là gió mây bằng đá đến kỳ dặm khơi. Hình ảnh chim bằng là một hình ảnh ứng dụng. Ở đây tác giả sử dụng điển tích về loài chim bằng. Mượn ý của Trang Tử, có truyền ngụ ngôn kể rằng chim bằng là một giống chim lớn, đập cánh làm đồng nước trong 3.000 dặm, gửi gió mà bay lên 9.000 dặm, đối lập với những loài chim nhỏ nhảy nhót trên cành. Và chim bằng trong thơ văn thì thường tượng trưng cho khát vọng của người anh hùng có bản lĩnh phi thường, khát khao làm nên sự nghiệp lớn. Như vậy câu thơ này đã kỳ vị hóa cái vẻ đẹp của người anh hùng với một cái tư thế lừng lừng giữa chiều kích vô tận của tự nhiên, làm cho cái câu thơ mang sắc thái vừa lãng mạn vừa lạc quan bay bổng. Và ở đây chúng ta thấy được
tác giả mở ra một cái chiều kích lớn lao của tự nhiên. Đây là một bộ pháp miêu tả nhân vật theo hướng lý tưởng hóa, đồng thời nó thể hiện cái giấc mơ anh hùng, cái giấc mơ về vẫy vùng tự do của Nguyễn Du. Mà ở hình ảnh chim bằng này thì nhà nghiên cứu Phan Huy Dũng cũng đã từng nhận xét chim bằng đã bay đi, nhưng tiếng vẫy cánh của nó vẫn còn để lại dư âm, để lại niềm tin tưởng và hy vọng trong lòng Kiều và trong lòng bao độc giả ước mơ một cuộc sống tự do và khoáng đạt. Nhìn lại những cái cuộc chia tay giữa Thủy Kiều và Kim Tròn và Thúc Sinh, chúng ta có thể thấy là Nguyễn Du luôn để Kiều nói lời từ biệt cuối cùng. Như vậy là một cái sự thuận tình hợp lệ. Nhưng ở đây thì chúng ta lại thấy Từ Hải là người nói lời sau cùng, là người chấm dứt cái cuộc đối thoại. Từ đó cho thấy cái sự dứt khoát của Từ Hải và một cái niềm tin tuyệt đối của Thủy Kiều dành cho Từ. Từ đó chúng ta có thể đi đến tiểu kết. Bằng một pháp lý tưởng hóa nhân vật Từ Hải, thì Nguyễn Du đã gửi gắm cái ước mơ về người anh hùng có lý tưởng, khát vọng gây dựng sự nghiệp lớn, vượt lên trên cái tầm thường. Và bây giờ chúng ta đi vào ba đặc điểm nghệ thuật miêu tả người anh hùng. Nguyễn Du đã dùng công sử dụng những cái bút pháp, những cái hình ảnh tuyệt mỹ, những cái mỹ từ để miêu tả, để xây dựng cái nhân vật anh hùng Từ Hải. Trong đoạn trích chúng ta có thể thấy được, Nguyễn Du đã sử dụng bút pháp ước lệ để xây dựng nên những cái hình ảnh trường phu, phi thường, mười vạn tinh binh, hai tiếng chiến dạy đức, hay là hình ảnh chim bằng, hay từ xuất phát từ cảm hứng đặt nhân vật anh hùng lên ngang với tầm vóc vũ trụ, sánh ngang với cái không gian mênh mông của trời bể. Nguyễn Du đã tạo ra những hình ảnh lòng bốn phương trong vời trời bể mênh mang, bốn bể gió mây chim bằng dặn khơi. Và từ bộ pháp ứng lệ cộng với cái cảm hứng vũ trụ này, tác giả là lý tưởng hóa người anh hùng, và Từ Hải cũng chính là một cái nhân vật lý tưởng truyền thống của văn học trung đại. Trong đoạn trích này chúng ta có thể thấy được một cái đặc điểm về ngôn ngữ, đó là bao gồm hai ngôn ngữ của tác giả và ngôn ngữ của nhân vật qua cuộc đối thoại giữa Thủy Kiều và Từ Hải. Và có cái ngôn ngữ đối thoại này, các nhân vật bộc lộ tính cách của mình. Nếu Thủy Kiều là một lối nói đúng mực của một người đàn bà nền nếp trong bộ phần đạo lý, nhưng cũng không thiếu cái phần kiên tâm, thì ở Từ Hải lại là một lối nói sắc đá, quyết đoán của một bậc trượng phu, song vẫn chứa đựng sự ân cần, chân thành của một người chồng. Từ việc tìm hiểu đoạn trích, chúng ta đi vào phần ba la mã tổng kết. Thứ nhất là về nội dung, qua vẻ đẹp nhân vật Từ Hải, Nguyễn Du thể hiện một cái quan niệm về một người anh hùng lý tưởng, đồng thời gửi gắm vào đó là ước mơ công lý. Qua nhân vật Từ Hải, tác giả thể hiện cái thái độ trân trọng ca ngợi, khẳng định. Và tiếp theo là nghệ thuật. Trong đoạn trích đã sử dụng cái lời đối thoại trực tiếp để thể hiện cái tính cách tự tin bản lĩnh của một nhân vật. Sử dụng từ Hán Việt mang những cái sắc thái tôn sưng, trường phu, mặc phi thường, hình ảnh chim bằng, dòng điệu anh hùng ca, bộ pháp xây dựng nhân vật như là lý tưởng hóa người anh hùng, hình tượng ước lệ mang tầm vóc vũ trụ và hành động suy nghĩ ngắn gọn dứt khoát. Bây giờ chúng ta đi vào phần luyện tập. Câu 1, dựa vào những yếu tố nào trong đoạn trích chỉ khi anh hùng để khẳng định Từ Hải là một người anh hùng cải thể. Câu 2, chứng minh rằng đoạn trích chỉ khi anh hùng thể hiện nổi bật khuynh hướng lý tưởng hóa khi xây dựng nhân vật anh hùng Từ Hải. Câu 3, theo em Nguyễn Du gửi gắm điều gì có hình tượng người anh hùng Từ Hải. Câu 4, em quan niệm như thế nào về anh hùng trong thời đại ngày nay. Và câu cuối cùng, tư chỉ khi anh hùng của Từ Hải, hãy trình bày suy nghĩ về ý chí, nghị lực của tuổi trẻ ngày nay. Và như học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em có một giờ học thật tốt.